Bảo. Bộ hai người đó đang quen nhau hả? Mày từ chối dự án lần này là vì Đình Huy đang quen với cô ta hả? Tao nói rồi, ép giá tao không chơi. Mày đừng có mỗi lần nóng giận là lôi rượu ra uống được không? Mày không thể trách Đình Huy được. Mày với Đình Huy còn chưa thể tính là một mối quan hệ mập mờ. Chẳng phải mày đã từng nói Đình Huy là trai thẳng, em ấy có quyền lấy vợ, sinh con, kết hôn. Bây giờ mày coi cách cư xử vô lý của mày kìa. Ý mày là tao sai? Tình cảm của mày không sai, nhưng mà hành động của mày sai. Mày đem tình cảm sang vào công việc như vậy là bậy. Vậy bên đó càng người vào công ty mình cũng là đúng hả? Nghĩ được vậy xong tự làm luôn đi. Thì Đình Huy là người mới, có thể em ấy còn nhiều thiếu sót. Mày đừng có mà binh. Thôi được rồi, tao tôn trọng quyết định của mày. Tao về phòng làm việc đây. Thưa giám đốc, em đem trà xanh tới. Tôi giao cho cậu ít việc quá đúng không? Em thấy giám đốc mệt mỏi quá nên pha cho anh một ly trà xanh, vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp cho tinh thần của giám đốc ổn hơn. Như thế công việc mới không bị trì trệ, tiền lương của em cũng không bị chậm trễ. Ừ, cậu để đó đi. Hàng giảm giá ở siêu thị, em đang ăn kiêng nên mua cho giám đốc. Tốt cho những người đang gặp stress. Em xin phép.